Và cụ thể chúng ta sang phần ví dụ như sau. Tính tổng tất cả các số nguyên x biết x của thầy lớn hơn âm 3 và bé hơn hơn 3. Nào, ví dụ 1. Yêu cầu là tính tổng tất cả các số nguyên x biết. Nào, câu A nhé. Trừ 3 của thầy bé hơn x, bé hơn A. Được chưa nào? Thì đầu tiên người ta yêu cầu là tính tổng tất cả số nguyên. Thì các em nhìn này. Bước 1 là các em liệt kê tất cả các số nguyên trong khoảng đã cho. Thì chúng ta sẽ có như sau. Tập hợp tất cả các số nguyên, tập hợp tất cả các số nguyên mà thỏa mãn cái gì, thỏa mãn trừ 3 bé hơn x bé hơn 3 là x của thầy bằng